Tối nay mình sẽ solo rượu với gái bản các bạn nhé. Có gì thì nhờ anh em bên nhà trai lát khênh về. Tối nay kiểu gì anh em mình ngủ nhà gái bản ngủ cũng được. À, ui, đang tính là tối nay không có chỗ ngủ, tối nay đang tính ngủ ở trong xe các bạn ạ. Vì là khu vực ở đây không có nhà nghỉ đâu các bạn. Đây, xung quanh là núi đồi nhé. Nhưng ở trong đi vào trong núi đồi là rất nhiều bông hoa xinh đẹp ở trong này các bạn ạ. Phải đi vào trong rừng sâu thì mới biết là trong rừng sâu có nhiều hoa đẹp. Thế là hôm nay em đi ăn cỗ là có đem theo chồng tương lai không? Có đi cùng chồng tương lai không? Đi theo làm gì để em còn đi tia chứ. À, đi kiếm chồng hai hả? À, đi tia chồng thứ hai, mình không được đi theo mình không mang chồng theo. Tối nay anh em là không say không về nhá. Nếu mà uống rượu bằng ca thì cũng được. Thường là sẽ khoảng tầm bao nhiêu tiền em trang phục của cô dâu? Trong mấy triệu. Gần trăm triệu một bộ trang phục của cô dâu. À. Hơn 80 triệu lên là được. Hơn 80 triệu lên là được. Tính hố sâu nữa thôi. Hơi quẹt một tí thôi. Tầm chục cây nữa gá. Còn tầm chục cây như này nữa bạn ạ. Anh em hỏi đường liên tục. Ui ui, sợ nghiêng đấy. Thế là quen bố vợ trước. Ui lợn. Đấy, đúng chất bản chưa các bạn? Không biết là bánh còn nguyên vẹn không. Đây, chú rể đang lo là bánh vì đến nơi là không còn nguyên vẹn. Nó lệch sang một bên rồi. Sang bên rồi. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 4 đến 50 triệu tiền sinh lý. À. Còn cái đấy là còn chưa tính là những cái mua mang theo lợn các thứ. Mình mang theo những gì? Mình phải mang lợn này, xong là mua thức ăn thực phẩm gọi là mỗi bên một nửa. À, thế là bên ví dụ bên nhà gái mà làm khoảng tầm 100 mâm thì mình sẽ phải chịu 50 mâm. Đúng rồi. Xin chào bạn, chào mừng tới các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên bản. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Ngũ Chỉ Sơn thuộc thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Hôm nay thì mình đi đón dâu cùng anh Khé, người dao đỏ ở huyện Bát Sát. Chào tất cả mọi người trở về với kênh của em trai bản. Chúc mọi người xem phim có thật nhiều ý nghĩa trong ngày hôm nay. Cùng đường di chuyển từ lúc 12 giờ trưa nhỉ? 12 giờ 25 phút. Cung đường di chuyển khá là xa ạ. 5 giờ kém 5 phút. Gần 5 giờ rồi. À, trên cái quãng đường mà di chuyển từ nhà trai sang bên nhà gái thì đường đi khá là khó bạn ạ. Lúc nãy thì mình sẽ cho các bạn xem một chút tư liệu cung đường anh em mình di chuyển sang bên nhà gái. Trải nghiệm lần đầu tiên của anh em đi đón dâu ở trên vùng cao bạn ạ. Hiện tại thì tầm nhìn xa của anh em mình chỉ khoảng tầm 15 mét thôi. Được không? Được 15 mét, không đến đâu nhỉ? Tầm chục mét đi. Mù lắm. Sương mù cái này mà đi buổi sáng sớm mà đi buổi tối không đi được. Bên dưới này là vực sâu nha các bạn nhé. Lần đầu tiên anh em được trải nghiệm cung đường khó như này các bạn ạ. Đi qua những cung đường này thì xe liên tục bị quyệt gầm luôn. Thẳng đây, đánh thẳng nhá. Rồi, thẳng đây, đi từ thôi. Nghiêng cả xe rồi đây. Lùi đấy, lùi. Lốp sau nó quệt vào đá đấy. Đánh lái sang trái. Rồi, đánh lái sang trái tiến đi. Đánh lái sang trái tiến. Tí nữa. Rồi. Từ từ nha. Rồi, thẳng lên. Thẳng lên. Thẳng đây.
Đây là lần đón dâu đáng nhớ của anh em ấy nhỉ. Đặc biệt. Chưa lần nào mà các anh đi như này đâu. Chưa. Đoạn này là đoạn đẹp nhất rồi nhá các bạn nhá. Anh em cảm giác như kiểu đường cao tốc vậy. Ấy á, sâu phết nhỉ? Sâu phết, nó không bị kịch. Chú rể ôm bánh không cẩn thận là học đến đến nơi là không thành hình bánh được. Nó lắc rồi thôi rồi. Tầm chục cây nữa cả. Quan tâm chục cây như này nữa các bạn ạ. Anh em hỏi đường liên tục. Ui ui, sợ nghiêng đấy. Ui. Đường này mà xem một cầu là nghỉ chơi từ giữa dốc dưới đấy nhỉ. Đoàn anh em mình thì có hai xe anh em đi trước rồi. Đi dọc đường là thấy có rất nhiều vết quệt gầm này các bạn. Hơi quệt một tí thôi. Vì chỗ đấy xe đi trước quệt trước rồi. Mài đá rồi. Không dính đâu, dính có sát có một tí thôi. Đi đây. Đường ở đây thì phải nói là quá là khủng khiếp luôn các bạn. Khí hậu ở trên này thì bây giờ đang vào buổi chiều đấy các bạn ạ. Rất là lạnh luôn. Đây 19 độ nha. À, nhiệt độ ngoài trời đang 19 độ à? 19 độ. Đêm chắc lạnh lắm nhỉ? Đêm áo khoác. Ôi chỗ này còn bị lầy. Bị lầy hả anh? À, hỏi thăm chú rể một chút là từ lúc tán vợ trên này là lên nhà vợ bao nhiêu lần rồi? Vẫn đếm trên đầu ngón tay. Cùng đường này mình đoán chắc là chắc ít khi lên đúng không? Đúng rồi. Một khi lên là phải ở trên này vài ngày đúng không? Ở trên này phải tầm tuần mới về. À, đường đi cũng khá là gian nan các bạn ạ. Đúng là không có gì ngăn cản được hai bạn đến đường với nhau. Em nghe chậm gầm rồi thôi. Bây giờ lần đầu tiên ăn gầm rồi à? Ăn gầm lần đầu tiên rồi. Đúng là yêu nhau mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua đấy, chuẩn rồi đấy. Yêu nhau chẳng quản đường xa. Một ngày không đến thì đến 3-4 ngày. Ai già. Đây các bạn ơi, đường này. Thực ra là để mà quay, để tả được cái độ khó và độ nguy hiểm cái cung đường này, để lột tả được cái độ khó và nguy hiểm hơi khó các bạn ạ. Nhìn ở trong màn hình thì nhìn trên này đơn giản thôi nhưng mà ở ngoài thì cũng khá là khủng khiếp đấy. Đường này mà mưa thì chịu nhỉ. Ui trôi xe. Dụng hết công nghệ của xe. Chống trơn trượt này, khóa bị sai cầu sau này, sai cầu chậm này, cầy hết. Xe có bật hết tính năng luôn. Bật hết tính năng an toàn. Hỗ trợ đổ đèo các kiểu. Xe có tính năng gì là bật hết rồi. Full rồi. Full chức năng. Có đội khách ấy đang vừa nãy đoạn trên này còn có mạng, đoạn này không có sóng. Các đội viên nhắn tin hỏi là đường lên nhà vợ anh ô tô con không vào được và anh đang đi trả này. Lời thì không còn mạng nữa. Ôi giời, đường này chỉ ô tô bố vào được thôi, ô tô con không vào được đâu. Cái này đúng là xe bố mới đi được, xe con thì chịu rồi. Xe con chịu, toàn xe bố rồi, xe mẹ thì nó cũng không lên được. Tính hố sâu nữa thôi. Còn hết xe chẳng gồng. Chẳng hết đá. Mẹ hết đá. Đây là một cái tư liệu rất là đặc biệt. Đám cưới ở trên vùng cao nên là mình ghi hình. Các bạn nhớ xem hết video nhé. Còn rất là nhiều điều thú vị ở phần tiếp theo video đấy. Đặc biệt là đám cưới người Dao ở trên này là có đánh trống thổi kèn phải không? À, thổi kèn phải không nhỉ? Đúng rồi. Đánh trống thổi kèn các bạn ạ. Mình chưa giờ được đi dự đám cưới của người Dao trên này bao giờ. Sáng nay thì có đoàn anh em đi trước để làm một số thủ tục bên nhà gái rồi các bạn ạ. Làm lễ bên nhà gái rồi. Sáng nay đi hai xe rồi. Anh em thì bắt đầu giờ chiều thì xuất phát từ nhà chú rể, từ Bát Sát. Từ 12 giờ 25 phút là bắt đầu xuất phát. Hiện tại là 15 giờ 54 phút. Vẫn chưa đến nhà gái. Quãng đường di chuyển là bao nhiêu cây?
quãng đường di chuyển gần 100 cây mà nó đi hơn 2 tiếng, 3 tiếng rồi, khả năng phải tầm 4 tiếng mới tới. Chú rể có thể bật mí một chút làm sao có thể quen được cô dâu ở trong này, quen được vợ ở trong này không? Thật sự là cũng là rất vô tình. Để đi cũng chạy nhiều chương trình sự kiện ở trên này, đi làm đám cưới cho anh em ấy, thì cũng có duyên là có quen trên Facebook trước rồi. Nhưng mà chỉ chưa được gặp nhau bao giờ. Xong mà được gặp trước khi được gặp cô vợ, người vợ bây giờ của mình thì là quen bố vợ trước. Uống rượu với bố vợ rồi xong mà về có chụp ảnh với bố vợ, xong mà về đăng ảnh lên Facebook thì bắt đầu con gái của bố vợ bắt đầu thế là đã được đi làm quen với bố vợ rồi, bắt đầu hai đứa mới tính tới là tán nhau rồi là yêu đương rồi là tiến tới hôn nhân. Thế là quen quen bố vợ trước. lợn đấy, đúng chất bản cho các bạn, lợn bản chạy ngang xe luôn, qua đường luôn. Hôm nay mình vào toàn ăn lợn bản hết. Hôm nay riêng nhà trai mang sang để đi ăn hỏi 115 cân. Riêng thịt đấy, thịt chết. Chú rể chia sẻ một chút về cái gọi là như nào nhỉ? Ví dụ mà anh em dưới xuôi mà muốn lên lấy vợ ở người giao ở trên này thì sẽ cần phải những đồ sinh lễ thì sẽ cần phải những cái gì? Như ví dụ mà để muốn cưới được một cô vợ người dao đỏ, dao đỏ đi thì dao đỏ nó sẽ có hai gọi là hai bản sắc, nhưng mà nó sẽ chia làm hai loại, dao đỏ bên Sapa này và dao đỏ huyện Bát Sát. Dao đỏ về Sapa thì sinh lễ nó sẽ nhiều hơn, và mà người dao ở Bát Sát thì sinh lễ nó sẽ ít hơn. Nhưng mà thì tất cả các nghi lễ nghi thức thì hiện tại thì gọi là bây giờ gọi là phát triển rồi, đổi mới rồi, thì mỗi một ngày nó một mai một đi cái những cái nghi thức nghi lễ ngày xưa. Những cái mà gọi là cổ hủ của ngày xưa thì mình cũng bỏ như là gần hết rồi. Chỉ giữ lại những cái mà mình cần giữ bản sắc dân tộc thì mới còn để lại. Ô, chị em gái bạn trên này đi xe giỏi chưa các bạn? Kẹp bún luôn. Cuối cùng anh em đã tìm cuối cùng anh em đã đến đoạn đường bê tông của làng của bản rồi. Cứu à. Sướng nhỉ? Sống. Như đi trên cao tốc luôn. Ôi giời, tôi sống rồi các bạn ạ. Đừng có bon quá nhé. Đặc biệt là đường này không có lan can đâu các bạn ạ. Nhưng mà bon quá thì chạy 70-80 thôi. Thôi, không biết là bánh còn nguyên vẹn không. Đây, chú rể đang lo là bánh vì đến nơi là không còn nguyên vẹn. Nó lệch sang một bên rồi. Sang bên rồi. Đi sang kia mở cho anh em xem. Ở đám cưới trên mình thì tiền sinh lễ có mất nhiều không ạ? Đám cưới thường thường như đám cưới dâu ở trong này thì người ta sẽ lấy vào bây giờ mình tính tiền đi. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 4-50 triệu tiền sinh lễ. Còn cái đấy là còn chưa tính là những cái mua mang theo lợn các thứ. Mình mang theo những gì? Mình còn mang lợn này, xong là mua thức ăn thực phẩm gọi là mỗi bên một nửa. Thế là bên ví dụ bên nhà gái mà làm khoảng tầm 100 mâm thì mình sẽ phải chịu 50 mâm. Đúng rồi. Đồ cỗ đấy đúng không? 50 mâm là cỗ của mình. Thế là sáng nay đoàn nhà mình đã đem đồ lên để nấu nướng rồi đúng không? Đúng rồi, sáng nay là đem trước đồ lên. Đấy các bạn ạ. Bên nhà gái làm cỗ thì bên nhà trai sẽ phải chịu một nửa cỗ ở bên nhà gái. Sáng nay thì mình thấy anh em chuẩn bị rất là sớm rồi. Đem bếp, chảo với lại thịt, thực phẩm các kiểu lên để nấu nướng bên nhà gái. Nếu mà đường mà gần ấy, đoạn đường mà nó ngắn gần nhau thì mình sẽ phải mang lợn sống lên. Nhưng mà tại vì là đi xa nên là mình mới phải mổ lợn từ ở nhà chứ. Mỗi nơi thì có một cái phong tục và nét văn hóa khác nhau các bạn ạ. Phải đóng hai cầu mới lên được. Dốc lắm à? Dốc kinh khủng luôn. Khúc cua này đẹp chưa các bạn ơi?
Nhìn này thôi nhưng mà độ dốc của nó rất là dốc luôn các bạn ạ. Cung đường này thì anh em mình ở trên miền núi đi thì mình dám đi thôi các bạn. Bạn nào mà dưới xuôi lên mà cho đi những cái đường này mình nghĩ là sẽ không đi được đâu. Đúng rồi, hôm nay là sẽ mặc quần áo cưới, mặc gác về áo cưới. Còn sáng bay về là bắt đầu là mặc quần áo dân tộc. À, sao? Trang phục truyền thống. Sao mọi người nhìn mình xa lạ vậy? Chú ơi, cháu hỏi sắp đến nhà gái chưa? Còn mấy cây ạ? Hai ba cây. Bây giờ anh em mình đang đi xuyên vào trong rừng già bạn ạ, rừng nguyên sinh nhá. Đoạn này sạt à? Không phải sạt, làm đường to hơn để đang chuẩn bị xây nhà. Ông chú rể là vừa hỏi được người bản địa rồi còn ba cây nữa. Đi theo km của chú rể thì như nào này? Mông lung lắm, không biết khi nào tới. Mình phải nói làm sao mà nó gần nhất. Động viên tinh thần anh em đúng không? À, thả lông mà anh. Hey, ở đây thì mình đi vào trong bản gặp rất nhiều lợn thả rông các bạn ạ. Đây, người ta gọi là lợn cấp nách đấy. Đấy, lợn bản đấy. Nó lấy lốp làm cái kỳ lưng luôn kìa. Hello lợn. Phía sau là toàn khách đang đi ăn cỗ. Phía sau mọi người cũng đang đi vào trong nhà gái để ăn cưới các bạn ạ. Xin chào. Các bạn nhìn thấy trên gương xe có buộc một cái sợi dây vải đỏ. Vừa nãy mình di chuyển từ nhà trai đi thấy có chị gái của chú rể lấy ra buộc, đó là một cái phong tục của người Dao đỏ trên này các bạn ạ. Cái dây đấy là ý nghĩa như nào hả anh? Nó cũng giống như là mình treo cái chữ hỉ. Để báo hỉ kiểu chữ hỉ đấy à? Đúng. Còn hôm nay là mình ra đường ngày không được đẹp nên là mình phải mỗi người đi như vừa nãy là mẹ anh có đưa mỗi người một cái sợi chỉ đỏ. Đây các bạn này. Đây may mắn để an toàn. Mình có nhận được một sợi dây vải đỏ bên nhà trai. Tất cả thành viên sang bên nhà gái thì ai cũng sẽ đều được một sợi dây như này nhé các bạn nhé. Đúng rồi. Tượng trưng cho may mắn đúng không? Đúng rồi. Dây may mắn. Hả? Cố gấp nhất đi à? Cố gấp nhất rồi. Nếu mà mình đi xe máy thì cũng sẽ phải buộc vào xe máy à? Đúng rồi, buộc cả xe máy. Ở đây thì có rất nhiều khúc cua huyền thoại các bạn ạ. Cua liên tục. Chỗ này em thấy họ bay flycam cam đẹp lắm. Đoạn này chắc là khu vực lý tưởng của bản thanh niên tụ tập đứng chơi đấy rất là nhiều. Chuẩn bị đi ăn cỗ à? Bây giờ anh em mình di chuyển đi lên nha. Đi lên trên nhà đá. Rồi, lên trên rào thôi nhỉ. Anh em mình mất khá nhiều thời gian để lên đây các bạn ạ. Mình ghi hình tóm tắt ở đây để lúc đã đi vào trong dạp nhà gái thì mình sẽ ghi hình chi tiết phong tục ở trên này cho bạn cùng xem. Anh có thể bật mí một chút cái phong tục chiều nay ở bên nhà gái được không? Chiều hôm nay thì là bên nhà gái thì sẽ có bên nhà trai sẽ đến đây làm bếp cùng nhà gái để đón khách. Rồi sáng mai là tầm 6 giờ sáng là bên nhà gái sẽ ra khỏi nhà để tiến hành. Thế là mai mình 6 giờ mình sẽ rước dâu về. 6 giờ mình sẽ rước dâu về nhà trai. Chiều nay thì chú rể sẽ mặc trang phục. Chiều nay thì ở bên này thì anh sẽ mặc vest và váy cưới. Còn là sáng mai ra ngoài cửa thì cô dâu sẽ mặc áo truyền thống, áo dân tộc Dao đỏ của bên Sapa. Chiều nay thì có đánh trống thổi kèn đúng không? Vẫn đánh trống thổi kèn ở trong này. Mình cũng là đầu tiên được tham gia đám cưới của người Dao đỏ nên là mình chưa hiểu nhiều về cái phong tục của mọi người trên này. Nên mình cũng sẽ vừa ghi hình vừa hỏi để chia sẻ đến với các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp video. Chú rể hôm nay trên đường đi bảo vệ chiếc bánh rất là hết sức cẩn thận rồi các bạn. Nhưng mà do cung đường đi đi sóc quá nên là bánh bị méo một chút rồi. Cũng may là vẫn còn nguyên vẹn. Chào các thanh niên nhá.
Xin chào. Xin chào anh nhé. Chào các người đẹp. Hôm nay trên đoàn đi anh em mình, anh Tưởng Nhân. Nhiệm vụ là chở các bác trưởng đoàn đi sáng nay sang làm bếp. Hôm nay trải nghiệm cung đường như nào anh? Tiếp tục chân run chú ạ. Thế này mới biết là tình yêu của hai bạn nó bánh liệt đến mức nào. Đây, trang phục của mọi người trên đây đây các bạn. Là đẹp luôn. Xin chào người đẹp. Mọi người xóa bờ lại nhé. Em muốn che đoạn nào? Em muốn che cái đoạn mà em cười. Em cười em không xinh. Dạ. Đúng rồi. Mọi người em ngại lắm mọi người. Xinh quá. Em gái tên gì? Em tên Trúc. Trúc à? Em tên Trúc à? Trúc hơn tháng nữa là tới em làm con dâu rồi đấy. Có chủ rồi các bạn ơi. Bây giờ là đang tranh thủ đi kiếm chồng hai. Tranh thủ đi kiếm chồng hai. Tranh thủ kiếm chồng hai. Bây giờ chỉ cơ hội kiếm chồng hai thôi. Về thì vẫn có cơ hội nhỉ? Có. Đập chậu cướp hoa. Nhanh gấp nhanh trong tối nay thì còn kịp nhỉ? Kìa có một anh cầm gậy đằng sau nhỉ? Sợ lắm, nhưng mà đây anh nào cầm gậy đằng sau á. Đây chỉ có một đường ra, là nhiều cái gậy. Thế là hôm nay em đi ăn cỗ là có đem theo chồng tương lai không? Có đi cùng không, chồng tương lai không? Đi theo làm gì thì em còn đi tia chứ. Đi kiếm chồng hai à? Phải đi tia chồng thứ hai, mình không được đi theo mang chồng đi theo. Anh giới thiệu với em bạn, em trai của anh. Rất là đẹp trai. Theo anh giống một anh gì ấy. Anh nào? Anh này giống anh nào? Anh giống. Cái anh mà ở dưới vùng miền dưới cơ. Lên chỗ spa massage. Thế à? Lên chỗ spa làm gì cơ? Massage. Chết rồi. Chết. Chắc chết rồi thật đấy. Chết rồi. Anh toàn mát gần thôi. Giống này chắc ngày trước ông bà bỏ rơi rồi. Ngày trước là bố mẹ anh hay đi spa đấy. Chắc là lại gieo giống ở spa rồi. Anh nghe thấy mọi người đồn ở trên này là con gái trên này là uống rượu rất là tốt phải không em? Tử lượng rất là cao đúng không? Thế tối nay anh em mình tới bến được không? Anh em mình tới bến nhá. Em chỉ uống rượu được bằng mát. Ok. Nói uống rượu bằng mát tối nay anh em là không say không về nhá. Nếu mà uống rượu bằng ca thì cũng được. Uống rượu bằng ca thì được. Bằng bát thôi. Bát sai rồi, ở trên này mọi người dùng ca. Ca không dùng bát đâu. Anh cầm cái đấy không thuộc về anh đâu, thuộc về em thôi. Được. Trả đi thật. Ở đây không cho. Em thấy phố cái can ở trong kia là đã biết rồi. Vừa vậy thế mình đi đúng nhà rồi. Cho anh ngó qua trang phục của em một chút được không? Anh đến gần em được không? Được đúng không? Cho anh hỏi một chút là cái cúc này là mình làm bằng bạc thật hay bạc giả đấy? Bạc thật à? Thế mặt bia này không sợ bị cướp à? Hơn 200.000. Một cái hơn 200.000 đến hơn. Trang phục của em thì giá trị khoảng tầm bao nhiêu tiền? Này 4 tầng thì 4 triệu rưỡi đi. Tính theo tầng à? Xong hết đấy. Tính theo tầng à? Vâng. Càng cao thì càng đắt. Cái theo đằng sau mới đắt. Cái theo đằng sau ấy. Cái này này mới là cái đặc sắc này. Cái này này. Mới là cái đắt này. Ui cái này người ta theo gọi là hoa văn rất là chi tiết nhỏ nhỉ. Đây này, đây là nương lúa, đây là cây thông này. Đấy, nó có đây có hoa văn cây thông và nương lúa mà. Cái này thì như là gia đình này. Nó có ý nghĩa của nó đấy nhá. Thế là trong cái hình hoa văn này. Cây thông này đắt nhất là ở những đếm cây thông này này. Đây là những cái lương lúa này đếm để ra tiền này. Cái này là 53 hay 54 thôi, ngắn thôi. 53 cây. Thế là càng nhiều cây là càng đắt đúng không? Đúng. Một cây 100 hoặc. Còn những cái đây là bạc nhỉ? Còn đâu là đều trên người đều đính bạc. Mình nhìn xa cứ tưởng là hàn ngọc trai các bạn ạ. Cũng ước được có ngọc trai. Thế là tổng giá trị bộ trang phục này cũng khá là đắt. Mình hiện tại bình thường thì bình thường thôi. Bây giờ mình chưa cộng được. Cô dâu mới là người giàu anh ạ. Cô dâu thì trang phục cô dâu thì bình thường thì mình sẽ gắn nhiều bạc lên hai bên để thường là sẽ khoảng tầm bao nhiêu tiền em trang phục của cô dâu? Gần trăm triệu. Gần trăm triệu một bộ trang phục của cô dâu. Cứ càng nhiều bạc là càng nhiều tiền. Hơn 80 triệu lên là được. Tối thiểu là phải 80 triệu trở lên đúng không? Đúng rồi, tối thiểu là 80 triệu trở lên. Đó các bạn ạ, trang phục của đồng bào người Dao ở trên vùng cao thì
nhìn rất là đẹp rồi nhưng mà cái độ giá trị của nó rất là cao. Ok anh cảm ơn em nhé. Tí nữa nhớ xuống dưới anh em mình solo rượu nhé. Tất nhiên rồi trời ơi. Hôm nay trai bản solo với gái bản. Trưởng ban tiếp rượu. Tối nay mình sẽ solo rượu với gái bản nhé các bạn nhé. Có gì thì nhờ anh em bên nhà trai lát khênh về. Tối nay kiểu gì anh em mình ngủ nhà gái bạn ngủ cũng được. À, ui đang tính là tối nay không có chỗ ngủ, tối nay đang tính ngủ ở trong xe các bạn ạ. Bởi vì là khu vực ở đây không có nhà nghỉ đâu các bạn. Đây xung quanh là núi đồi nhé. Nhưng mà ở trong sau đánh nào có thể nghỉ được mà. Đi vào trong núi đồi là rất nhiều bông hoa xinh đẹp ở trong này các bạn ạ. Phải đi vào trong rừng sâu thì mới biết là trong rừng sâu có nhiều hoa đẹp đúng không? Đúng rồi. Ok. À, mọi người ở dưới giàn thì đang chuẩn bị làm lễ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới để ghi hình cho các bạn cùng xem nhé. Đây, mọi người đang sang dự tiệc tối nay thì sang cũng khá là đông rồi. Phải công nhận là đám cưới ở trong Ngũ Chỉ Sơn này có rất là nhiều người đẹp đúng không các bạn ạ? À. Xin chào. Xin chào hai người đẹp. Hai người đẹp là di chuyển từ đâu đến đây để ăn cỗ đây? Ở đâu cơ? Chào hai bạn nhá. Trên thị trấn à? Bạn của cô dâu đúng không? Chắc là bạn của dâu rồi. Nhà các em ở cách đây xa không? Mình là người kia chứ không thấy mặc quần áo người giao chứ. 8 cây à? À làm lên trên thị trấn Sapa. Mình phải mặc quần áo quân. Mình phải mặc quần áo. À, chị em ruột luôn à? Hai chị em ruột à? À, xinh quá. Đây, theo chân các người đẹp đi xuống dưới các bạn ạ. Mời. Các bạn phù dâu đây, rất là xinh gái luôn. Toàn người đẹp thôi. Giới thiệu các bạn, đây là cô dâu, biệt danh là Linh Bún. Còn đây là các bạn phù dâu ấy. Toàn người đẹp thôi các bạn. À, hôm nay thì mọi người sẽ mặc trang phục váy cưới. Ngày mai thì sẽ mặc trang phục truyền thống nhá các bạn ấy. Ngày mai sẽ mặc trang phục truyền thống của người da đỏ ở trên này. Trước khi trao nhẫn thì chú rể trao đồng hồ cho cô dâu các bạn ạ. À đây các bạn, trang phục truyền thống của mọi người trên này đây. Mọi người đang sắp các cái món ăn ra để chuẩn bị cho tiệc tối nay. Có xôi tím này. Cho tâm mình những ngồi trang trọng và đẹp nhất trong ngày cưới ngày hạnh phúc trong đông của đôi vợ trẻ cùng chuẩn bị tái khởi lại chuyện tình của tâm nam tâm nương trong buổi chiều tối đặc biệt này.
trên sân khấu này là sự sự tập hợp của tình thanh đã gửi tới tập thể một cái gì một cái gửi đều cho tập hợp thân mật nhưng mà thành viên như chúng ta vẫn chưa được nổ lên đúng không ạ? Thay đổi hết rồi ạ. Rất tuyệt vời. Có thể các vị là mình sẽ chia sẻ một chút ngày hôm nay chúng ta được thanh là một người em của mình thiết và rất là vui ngày hôm nay khi đứng tại sân khấu chính này tổ chức tất cả những cái tuyệt vời chúc phúc cùng anh em và ngày hôm nay một bài hát rất là tuyệt vời trở về từ chúng tôi được ra được thanh để gửi tặng đến người vợ thân yêu của mình trong lời cuối cảnh hạnh phúc trong đàn này và ngay sau đây xin mời quý vị ta cùng đến với bài hát của chương trình được thanh và tiếp tục một tên hạnh phúc cuối cùng chúng ta đang lắng nghe. Thật là dạng người, thật là hạnh phúc. Hãy subscribe cho
phía bên trong nhà là các mâm cơm của các cô các bác các bạn ạ. Bên ngoài dạp là khu vực để ngồi ăn uống của các bạn thanh niên. Đây trang phục của các cô trên này đây. Mình thấy là quấn ở trên đầu một cái khăn đỏ các bạn ạ. Mỗi nơi thì có một cái phong tục và nét văn hóa khác nhau. Hôm nay lần đầu tiên mình được tham gia đám cưới của người da đỏ trên này, mình thấy cái nét văn hóa của mọi người trên này rất là hay các bạn ạ. Cô dâu thay trang phục rồi bắt đầu chuẩn bị đi mời rượu các bạn ạ. Thanh niên trên bàn thì ăn uống xong thì lát nữa sẽ nhảy múa tưng bừng luôn các bạn. Giờ mình cũng chuẩn bị một vào ăn cơm cùng mọi người đó. Review một chút món ăn ở trên đám cưới trên vùng cao các bạn cùng biết. Đây là món thịt lợn bản xào giá đỗ này. Thịt lợn sốt cà chua này. Mình không biết là thịt trâu hay thịt bò xào ớt các bạn ạ. Xào ớt ngọt và hành tây. Gà luộc này. Xôi tím này. Thịt lợn nướng. Nấm hương luộc cùng lòng lợn các bạn. Và chả lợn. Canh xương này, canh su su. Có khá là nhiều món đấy các bạn.